Hello, xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đến với video của Giá Xe Kia. Mình là Lệ, hiện tại mình đang công tác tại Kia Bình Triệu. Thì trong clip ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến quý vị mẫu xe Kia Soluto 2020 bên mình. Trước mắt quý vị đây là chiếc Kia Soluto số sàn bản Deluxe bên mình nha quý vị. Hiện tại bên mình có màu đỏ giao sẵn ạ. Chiếc xe này hiện tại có giá niêm yết trên thị trường là 425 triệu ạ. Nó lăn bánh trong thành phố Hồ Chí Minh. Lệ phí trước bạ tạm tính được giảm 50% là 470 triệu ạ. Nếu quý vị mua trả góp đối với dòng xe này á thì quý vị chỉ cần trả trước giúp em là 130 triệu và mỗi tháng quý vị góp đâu đó còn 6 triệu rưỡi ạ. Thì trong tháng 6 này bên em đang có chương trình ưu đãi cực kỳ lớn. Đó là đối với khách hàng ở trong thành phố Hồ Chí Minh, bên em sẽ tặng lệ phí đăng ký biển số, tặng bảo hiểm vật chất thân xe 1 năm và phí bảo trì đường bộ 1 năm nha quý vị. Còn khách hàng ở tỉnh á thì bên em đang có chương trình ưu đãi riêng, bởi vì cái lệ phí đăng ký biển số ở tỉnh thì nó rẻ hơn rất là nhiều so với lại thành phố, nó chỉ có khoảng 1 triệu thôi. Nên mình sẽ áp dụng gói khuyến mại thứ hai, đó là giảm giá tiền mặt, tặng gói phụ kiện cao cấp bao gồm khởi động startup bằng một lạc nhắn, gương gặp điện, chìa khóa smart key và cốp mở điện. Thì giá trị tổng cả hai gói ưu đãi này nó lên đến 30 triệu nha quý vị. Hơn 30 triệu ạ. Đó. Rồi, đó là về chương trình ưu đãi và tặng về cái thủ tục trả góp nó như thế này. Quý vị chuẩn bị giúp em về hồ sơ pháp lý thì chứng minh nhân dân, hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn của hai vợ chồng hoặc giấy xác nhận độc thân. Còn về hồ sơ tài chính á thì quý vị chuẩn bị giúp em hợp đồng lao động, bản sao kê lương 6 tháng gần nhất. Nếu mà quý vị kinh doanh tự do, chạy Grab, buôn bán tạp hóa, bên em vẫn hỗ trợ làm được. Thì muốn biết hồ sơ của mình làm được hay không thì cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0903 567 634. Em sẽ báo chính xác về cái chi phí lăn bánh cũng như là thủ tục trả góp cho quý vị nhé. Rồi ok, em sẽ đi sâu vào chi tiết của chiếc xe, xem chiếc xe này có đáng quý vị để mua hay không nhé. Lưới tản nhiệt của chiếc xe Kia Soluto này vẫn là lưới tản nhiệt thiết kế hình mũi hổ đặc trưng của dòng xe Kia. Cụm đèn pha của nó là phản xạ đa chiều halogen dạng tiêu chuẩn, phản xạ đa chiều. Có đèn LED định vị chạy 3 ngày cho chiếc xe mà nó ấn tượng hơn. Ngoài ra thì nó có đèn sương mù của Roadster dạng thấu kính. Ở một số hãng xe khác nó chỉ là đèn halogen thường thôi nha quý vị. Nó không được đẹp như là cái halogen của Roadster này đâu ạ. Và động cơ của xe là 4 máy. Công suất phát ra của nó là 94 mã lực. Và động cơ con này đang dùng chung với động cơ của Accent nha quý vị. Nên về cái chất lượng thì quý vị cứ yên tâm. Rồi, mâm xe thì là mâm đúc hộp kim, đường kính mâm là 14 inch. Vỏ thì sử dụng vỏ Continental của Đức. Cả 4 mâm đều, cả 4 phanh thì đều sử dụng phanh đĩa và có hệ thống chống bó cứng phanh ABS và hệ thống phân phối lực phanh điện tử. Gương chiếu hậu, tùy chỉnh điện và tích hợp đèn báo rẽ trên xe, tùy theo gói phụ kiện mà quý vị chọn, có thể là giảm giá bằng tiền mặt hoặc là đổi lấy phụ kiện cao cấp. Tay nắm cửa trên xe thì là mạ chrome, tại xe mình nó có điểm nhấn, nó hài hòa hơn. Rồi mình coi về phần đuôi xe. Đối với phần đuôi xe của chiếc xe Kia Soluto 2020, thì nó được trang bị 3 cảm biến lùi và tích hợp thêm camera lùi giúp cho tài xế dễ dàng lùi và đổ xe. Cốp xe thì được trang bị phía trên là có cánh hướng gió thể thao, và cũng tùy theo quý vị lựa chọn là gói phụ kiện, mình có chọn gói phụ kiện cao cấp là cốp mở điện hay không nữa. Dung tích cốp của chiếc xe này rất là lớn, nó gần như là lớn nhất nhì phân khúc rồi. Con này là 475 lít. Nó có bộ đồ nghề tiêu chuẩn cho quý vị. Ngoài ra phía dưới này còn trang bị cho quý vị là mâm sơ cua. Mâm của này là mâm đúc hộp kim bằng đường kính mâm với ở ngoài luôn, không phải là mâm thép như là một số hãng xe khác. Khi quý vị mua xe thì quý vị có thể kiểm tra bánh sơ cua ha. Ở một số hãng xe khác thì người ta sẽ dùng mâm thép thì nó sẽ, khi mà mình thay thế thì cái quãng đường mình đi nó sẽ không xa nha quý vị, nó sẽ không đảm bảo chất lượng. Rồi em sẽ đi vào cái nội thất của chiếc xe. Đối với chiếc xe Kia Soluto MT Deluxe thì nó sẽ được thiết kế rất là thông minh.
Cái độ ngã của ghế thì nó phù hợp với tư thế của người ngồi. Nó có những cái lỗ thoát khí ở trên thành ghế và dưới mặt ghế, thì giúp cho người lái, người ngồi có cảm giác thoải mái, không bị ẩm mốc mồ hôi khi mà di chuyển trên những con đường dài ha. Tư thế ngồi, em cao trên 1m7, em ngồi rất là rộng rãi, rất là thoải mái. Và đặc biệt cái tốc độ làm lạnh của dòng xe Kia rất là tốt, kể cả xe tải lẫn xe hơi nha quý vị ha. Thì nếu mà mình muốn biết thực tế như thế nào thì cứ vui lòng liên hệ với em, mình lên showroom mình coi xe, em sẽ hướng dẫn và chỉ từng chi tiết một cho quý vị xem ha. Đó là màn hình hiển thị đa thông tin của xe, nó thể hiện những thông số cần thiết như là mức nhiên liệu, rồi đèn báo động cơ, tốc độ xe, tốc độ động cơ, nó có đầy đủ hết nha quý vị. Ha. Trên xe thì có chế độ điện thoại nghe gọi rảnh tay nè. Rồi điều chỉnh âm lượng nè, nó có đầy đủ hết. Vô lăng thì được bọc da, cầm rất là êm ái, rất là mềm mại luôn nha quý vị. Đó là màn hình EVN của xe thì nó sẽ có nè. Rồi. Màn hình EVN của xe thì sẽ có bản đồ Việt Map Navigation. Nếu mà quý vị không biết địa điểm đến, chỉ cần gõ địa chỉ địa điểm đến thì tự động nó hướng dẫn đường cho mình chạy ạ. Đồng thời nó cảnh báo tốc độ đoạn đường nào chạy bao nhiêu, nó sẽ cảnh báo cho người dùng biết ạ. Đây là bố trí về điều hòa. Xe là hộp số sàn 5 cấp nha quý vị. Có sạc này, 12V AUX đầy đủ hết. Có kết nối Bluetooth luôn. Nghe nhạc cực kỳ hay, con này là 6 loa. Với đối thủ của phân khúc nó tầm khoảng là 4 loa thôi. Một số dòng xe khác thì ở phân khúc B nó chỉ dùng động cơ là 1.2 thì nó sẽ hơi yếu. Và khi mà mình chạy đường trường, mình chở khách đủ tải, chạy đi tỉnh này nọ thì nó hơi khó khăn một xíu. Đó là tổng thể về cái chiếc xe. Nếu quý vị có gì không rõ, thắc mắc về cái thủ tục trả góp cũng như là giá xe, chương trình khuyến mãi thì cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0903 567 634 hay kết bạn Zalo, Facebook thì em chỉ đáp giải đáp hết mọi thắc mắc của quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Nếu thấy video của em hay, hãy like, subscribe kênh giúp em nhé. Cảm ơn quý vị ạ.